con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Oh.
sinh ngày 20 tháng 12 năm 1963 tại xóm Cầu Dâu, làng Trần Sơn, xã Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An, tức có người xã Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An hiện nay. Do ông vì căn bệnh quá hiểm nghèo, mặc dù được con cháu anh em người ngoài đã hết lòng chăm sóc cứu chữa, đã đưa đi hết bệnh viện như tỉnh và trung ương, nhưng bệnh tình quá nặng, một ngày một ngày đêm những cơn đau tận bài sẽ đã không còn máu sức khỏe của ông một ngày một ngày nên đã được đi sinh mạng của cậu ông trong thời gian của ngắn ngủi. Ông đã một cơ thể cuối cùng bình định chúng ta vào lúc 21:30 ngày 19 tháng 1 năm 2015, tức ngày 19 tháng 11 năm Giáp Ngọ, hưởng dương 55 tuổi. Hồ Nội Đồng, Lê Trọng và ban công tác mặt trận đồng đăng. Nội dung thứ hai, người thân hương nhân dường cho ông các phương hành và ông Nguyễn Tiến Dược. Ngày 1, cho ông Lê Trọng Thiệp ôn giới thiệu các lễ viếng. Năm, người thân hương có 6 đọc tiểu thư trọng thất kiêm điểm văn do ông Trần Đồng Bình bí thư chi bộ trưởng ban công tác mặt trận. Chúng ta đưa linh cứu nhóm về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghệ tác Sài Gòn. Tác giả nữ hưu đã được dẫn đầu về tổng tác lên.
quán điệu liền lên cô tính tình tươi ống như công việc. Thank you.
thật đi. Tao vô cùng thân thiết. Bây giờ tất cả anh em ở đây gồm là hội dân gia tộc hội liên tộc là tốt cùng tất cả anh em không còn bán chim bán đồ anh em ta tôi xin thay mặt các hội đồng gia tộc họ để tốt cùng tất cả làm báo tin trong họ là những nhà tốt những cái đối tượng anh được Yeah.